chào cả nhà. Hiện tại là đăng lý mà làm theo cái kiểu mà phong cách mới làm xong á, thì cái đó là lúc mà trời mát đó, hoặc là trời mưa đó, kiểu mà sung sướng quá, tự sướng á cả nhà. Còn này trời đang nắng luôn, đang là 2 giờ trưa đang rất là nắng, nhưng mà nó hơi sầm sầm chứ thôi, kệ cho vui. Và chủ yếu hôm nay là hôm qua là sinh nhật của Nhân, thì có mấy anh ship tặng cho cáo mới, chủ yếu là phe cáo mới, nhưng rồi xuống khu Trần Anh đi mình sai chơi thôi. Nhưng mà thấy đẹp quá, tức là hôm bữa mà hai hôm trước đó là nhân xuống đây quay đó, là hạ tầng là chỉ mới có đổ một cái lớp nhựa nhỏ thôi, mỏng ở dưới thôi, mà bữa nay mới có hai bữa sau mà xuống lại thì thấy hầu như là hạ tầng xong 100% luôn, tức là nguyên một khu mình được trải nhựa hết rồi. Bây giờ là nguyên một cái khu Trần Anh Riverside của mình đã được chủ đầu tư Trần Anh gấp trải nhựa xong 100% rồi. Sẵn tiện đó là một cái cảm hứng để cho Nhân tiếp tục làm thêm những video để giới thiệu về khu Trần Anh Riverside cho cả nhà mình cùng xem nha. Bây giờ Nhân sẽ mời nhà mình đi tham quan hai mẫu nhà, một là nhà phố, hai là khu biệt thự của khu Trần Anh Riverside. Rồi xin mời cả nhà. Và bây giờ Nhân sẽ chỉ sơ cho cả nhà trên sơ đồ. Và ở đây là cái sơ đồ khu của mình. Như cái đường Nhân mới vẽ, đây là quốc lộ 1A. Ở cái đường này là đường Nguyễn Văn Tôi nha cả nhà. Nguyễn Văn Tôi. Thì từ quốc lộ 1A, ở đây nó có một cái cầu nha cả nhà. Cầu đó là cầu Bến Lức.
cầu Bến Lức. Thì khi cả nhà mình tới đây thì nó có một cái con vừa tới chân cầu, có một con đường mình rẽ vào tay trái bên đây, gọi đường Nguyễn Văn Tui. Thì từ quốc lộ 1A mình chạy khoảng chừng 200m. 200m từ quốc lộ 1A vào mình sẽ tới cái khu Trần Anh Riverside. Thì ở trong đây như cả nhà mình thấy là cái tổng khu này là đặt ở ngoài. Thì tổng cái khu này là bây giờ tất cả ở đây công ty là quy hoạch xây nhà phố. Xây nhà phố thì ở đây mình có một cái vỉ đất là của trường mẫu giáo. Ở đây mình có một cái vỉ đất nhỏ dành cho thương mại, tức là mình sẽ làm một cái chợ ở trên đây. Còn đây là trường mẫu giáo nha cả nhà. Thì ngoài đây là cái diện tích nó ngang 4 dài 14 cho tới ngang 4 dài 19. Còn những căn gốc thì nó sẽ lớn hơn như cả nhà. Ở đây như mình thấy gốc này A1 số 9 là ngang 7 dài 19.9. Căn này là có người cọc rồi nè, hai căn này. À nhân xin lỗi, căn này là có người cọc rồi. Là ngang 6 dài 20. Còn đây là gốc này là 7 19, nó có một cái công viên ngay trên đây. À, cho nên là cái khách hàng tới trước thì họ sẽ chọn ngay trên cái công viên này và đã chọn căn này. Còn ngoài đây là cái diện tích là ngang 4 dài 15. Đây 45. Còn ở đây là ngang 4 dài 17, lóc A6. Còn lóc A3 là ngay trên trục đường chính đi vào là ngang 4 dài 16. Thì cái giá ở đây là nó rơi vào từ 1 tỷ 3 cho tới 1 tỷ 6 một căn. Thì nó tùy cái vị trí thứ nhất, thứ hai là nó sẽ tùy cái diện tích lớn nhỏ, thì cái giá nó sẽ khác nhau. Trong tổng khu này là nhà phố. Thì ở đây là cái diện tích xây của mình là mình sẽ chừa 2 mét sân nha cả nhà. Ví dụ như ở đây là 4-15 nè, mình chừa 2 mét sân thì còn 4-13. Đó như căn này, những căn này thì diện tích là một trệt một lầu. Còn khi mà mình vào hết cái đoạn nhà phố ở ngoài cổng, mình đi vào đây hết đoạn nhà phố thì nó sẽ ngăn ngang khu này. Khi quý vị mình bước vào ở trong thì tất cả ở trong đây đều là diện tích đất nền biệt thự. Thì đất nền biệt thự thì có một số công ty đã bán đợt đầu rồi. Ví dụ như trong đây diện tích thì nó có ngang 8 dài 12. Những cái căn gốc này nó sẽ to hơn. Ví dụ như gốc này nó ngang 14 dài 14. Đây, hoặc là những cái gốc này là ngang 12 dài 14. Thì tất cả trong đây là quy hoạch theo là đất ở biệt thự. Và có một số vị trí là công ty đang bán, bây giờ công ty sẽ xây nhà biệt thự. Chẳng hạn như lốc C1 thì công ty sẽ xây biệt thự bán. Còn tất cả những cái mặt tiền này cũng vậy, mặt tiền đường chính lớn là đường 18m nha cả nhà. Thì ở đây là công ty đã đang xây biệt thự hết rồi và hầu như là đã hoàn thành khoảng 60%. Trong vòng khoảng 6 tháng nữa mình sẽ nhận nhà. Còn ở trong đây thì công ty xây thì nó sẽ rơi vào 1 năm. 1 năm là khách hàng mình sẽ nhận nhà. Thì mình mua bây giờ là giống như mình mua lúa non đó, mua sản phẩm lúa non. Thì công ty bán cái giá này nó rất là mềm. Và sau này nó xong hết thì lúc đó là cả nhà mình sẽ thu hoạch nha. Và thì mình bán lại với cái giá nó cao hơn, nó tùy theo thị trường lúc đó. Còn mình ra tới ngoài đây là ngoài sông rồi. Ở đây là sông Vàm Cỏ Đông, là khu này. Thì cái dự án mình lợi thế thứ nhất là cận thị. Là mình từ đây đi ra trung tâm thị trấn Bến Lức nó chỉ khoảng 2 phút thôi. Nhị cận giang thì mình có sông Vàm Cỏ Đông. Và thứ ba là mặt tiền đường Nguyễn Văn Tui. Đó, thì cái dự án mình có 3 lợi thế là nhất cận thị, nhị cận giang và tam là cận lộ. Thì nhân xin nói sơ lại thì nó có 2 khu vực, một khu vực ở ngoài là tất cả đều là nhà phố và công ty xây bán nhà phố từ cái giá từ khoảng 1 tỷ 3, 1 tỷ 6. Còn biệt thự thì nó khoảng 2 tỷ 2 cho tới 2 tỷ 8 một căn nguyên cái khu vực này. Rồi. Thì như hồi nãy là cả nhà mình nhìn từng khu vực ha. Bây giờ thì nhân giới thiệu chung cả một cái khu vực tổng thể. Thì như cái khu vực lúc nãy nhân nói đây là nó nằm ở phía ngoài. Là tất cả khu vực này là đều nhà phố, một trệt một lầu hết tất cả khu này. Và khu phía sau của mình là khu biệt thự. Là tổng hết nguyên cái khu này là xây biệt thự. Thì bây giờ cái tiện ích trong cái khu của mình thì nó có, ví dụ như ở đây là số 1, cả nhà mình thấy ha. Đây số 1, đây là trường học. Còn số 2
là sân tennis. Sân tennis thì nó nằm phía sau sông Hàm Cỏ Đông. Thứ ba là hồ bơi, là mình có một cái hồ bơi phía sau với giáp với sông Dàm Cỏ luôn. Thứ tư là một cái công viên khá là lớn phía sau. Số 5 là bãi đổ xe. Tức là mình bãi đổ xe, nếu như cả nhà mình muốn gửi xe ở ngoài hoặc là vui chơi này kia đó thì người ta sẽ gửi ở đây, là khu số 5 này. Còn số 6 là hệ thống xử lý nước. Số 7 là hồ bơi. Số 7 là hồ điều hòa. Thì cái hồ này nó điều hòa cho cả một khu mình. Thì ở đây nó có một cái kênh nhỏ thì nó chảy khắp cái dự án mình luôn. Đó, như cả nhà thấy ha. Và bây giờ là mình thấy là công ty đang cải tạo và đang làm rồi. Đó là có một cái con kênh nó thông vô cái hai cái hồ này và chảy ra sông Lòng Dòng Cỏ Đông luôn. Cho nên là khi mình ở cái khu này thì nó rất là mát. Đó. Đó. Thì trong khu này mình có một cái chốt bảo vệ ở phía ngoài. Ngay chân cái đầu cổng mình có một cái chốt bảo vệ luôn. Cho nên là cái khu này mình ở thì nó sẽ rất là an ninh nha cả nhà. Rồi. Thì nãy giờ là cả nhà mình cũng biết sơ về cái khu Trần Anh Riverside rồi. Mình vừa tham quan xong là cái mẫu nhà phố và lại biệt thự và một số ở trên dân chỉ trên sơ đồ đó. Thì nhân lấy một cái ví dụ như lúc trước thì chủ đầu tư có làm một cái khu gọi là Phúc An City. Thì cái khu đó lúc trước nó cũng y chang như khu này. Bán là chỉ có bán trên bản vẽ thôi nha cả nhà. Thì hầu như nó chưa có một cái gì hết. Thì bây giờ khi một năm quay trở lại thì bây giờ hầu như là những căn nhà nó lại gấp đôi. Lúc trước là nó khoảng 1.4 tỷ, 1.5 tỷ một căn. Và bây giờ là với cái giá là nó khoảng 2.6 tới 2.8 tỷ một căn. Và thậm chí là bây giờ cả nhà mình muốn vào đó mua lại nó cũng không có. Tại vì bây giờ người ta đã ổn định rồi và người ta đã vào đó ở một số thì kinh doanh, hoặc là một số là đã cho thuê rồi. Cho nên bây giờ cái giá trị của nó rất là cao. Và cái khu này thì Nhân chắc chắn một điều sau này nó cũng vậy thôi. Bởi vì thật sự bây giờ nó chưa hình thành, nó chưa có một cái gì hết, thì chưa có người ở. Nhưng mà khi hoàn thành và có người ở rồi thì lúc đó Nhân chắc chắn một điều nó sẽ khác. Và bên công ty sẽ có đưa đón cho mình thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Địa điểm là 82 đường Lê Trọng Tấn của Tây Thạnh, quận Tân Phú. Và một địa điểm nữa là tại siêu thị Cốc Bắc Bixi ngay chân chỗ dòng xe Phú Lâm nha cả nhà. Thì hai địa điểm đó đón vào thứ năm và chủ nhật. Nếu như cả nhà mình có thời gian rảnh thì cứ alo cho Nhân và sắp xếp thời gian để đi tham quan khu Trần Anh Riverside. Và cả nhà mình hãy nhớ bấm một nút like và đăng ký kênh của Nhân để có thể xem tất cả những video sau. Thì chỉ cần cả nhà mình đăng ký kênh của Nhân thì biết đâu là sau này có những khu nó hợp với tài chính và hợp với vị trí của mình ưng ý, thì lúc đó là cứ gọi cho Nhân sẽ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà. Rồi, Nhân xin chào và hẹn cả nhà ở video sau.